Truyền thông khắp châu Á nói về trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Iran, kịch bản cay đắng. Truyền thông châu Á và quốc tế nói điều bất ngờ về trận U20 Việt Nam thua 1-3 trước U20 Iran và việc thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chia tay giải đấu từ vòng bảng. Trang chủ AFC giật tít khi đưa tin về trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Iran. U20 Iran dập tắt hy vọng của Việt Nam. Bài viết có đoạn: Việt Nam cần giành điểm để lọt vào tứ kết vòng chung kết U20 châu Á 2023 và Khuất Văn Khang đã mang về lợi thế gỡ hòa 1-1 ở phút 55. Tuy nhiên, sai lầm của hàng thủ giúp U20 Iran có thêm 2 bàn thắng nữa, khiến cơ hội của U20 Việt Nam đã chấm hết. Theo đánh giá của đội ngũ truyền thông AFC, sai lầm hàng thủ U20 Việt Nam là đòn giáng mạnh với Việt Nam. Nhưng sau đó, đại diện Đông Nam Á đã chơi rất nỗ lực và tạo ra những cơ hội. Trong khi đó, trang Fox Sports Asia bày tỏ, U20 Việt Nam chia tay vòng chung kết U20 châu Á 2023 với thế ngẩng cao đầu. Họ đã lần lượt đánh bại Úc và Qatar trước khi đối đầu với ứng cử viên vô địch Iran ở lượt trận cuối vòng bảng. Dù rất cố gắng, nhưng kết quả thua Iran 1-3 khiến cho U20 Việt Nam bị loại theo kịch bản cay đắng. U20 Iran không còn quyền tự quyết sau trận thua Úc. Trường hợp hòa U20 Việt Nam thì Iran cần trông đợi Qatar thắng Úc. Có thể thấy Iran chỉ còn một con đường duy nhất là giành 3 điểm. Tình cảnh hiện tại của U20 Việt Nam chưa an toàn dù thắng 2 trận đầu tiên với kết quả 1-0 trước Úc và 2-1 trước Qatar. Trường hợp thua Iran thì Việt Nam có nguy cơ bị loại nếu Úc hạ Qatar. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã có 3 sự điều chỉnh về đội hình khi Văn Cường, Quốc Việt và Văn Trường dự bị. Ý đồ của U20 Việt Nam là cầm hòa Iran trong hiệp 1 và bung sức ở hiệp 2. Nhưng kế hoạch phá sản khi trung vệ Amin Habavi đã đánh đầu mở tỷ số 1-0 cho Iran ở phút 36. Kết quả càng bất lợi khi Úc dẫn Qatar với cách biệt 4-1 ở hiệp 1. Trong thế bị dẫn bàn, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tung Quốc Việt và Văn Trường vào sân ở hiệp 2. Quốc Việt đã có pha chuyền bóng thông minh để Hồng Phúc băng xuống vào vòng cấm. Văn Khang dứt điểm gỡ hòa 1-1 ở phút 56. Tuy nhiên, U20 Việt Nam tiếp tục để cho Iran vượt lên dẫn bàn ở phút 75. Safari Laksa vượt qua Đức Anh và chuyền bóng cho Shah Khizan dứt điểm thành bàn. Đây là kết quả khiến cho U20 Việt Nam bị loại khi Úc đã dẫn Qatar với cách biệt là 7-1. Pha bóng khiến cho người hâm mộ Việt Nam vô cùng tiếc nuối là Quốc Việt đánh đầu cận thành bị thủ môn Iran cản phá xuất thần ở phút 83. Nếu Quốc Việt ghi bàn thì U20 Việt Nam đã cầm vé đi tiếp khi hoàn thành mục tiêu ghi 2 bàn vào lưới Iran. Kể cả thua 2-3 thì vẫn xếp thứ 2 bảng B nhờ hơn đối đầu so với Úc. Trong thời gian cuối trận, U23 Việt Nam nhận thêm bàn thua thứ 3. Kết quả thua chung cuộc Iran 1-3, U20 Việt Nam bị loại theo kịch bản cay đắng dù thắng ở 2 trận mở màn. U20 Việt Nam nhận tin vui lớn, hàng loạt sao trẻ có bước tiến mới sau giải châu Á. Nhiều cầu thủ U20 Việt Nam sẽ có bước tiến đáng kể trong sự nghiệp sau vòng chung kết U20 châu Á 2023 khi lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên Philippe Troussier. U20 Việt Nam đang chơi ấn tượng tại vòng chung kết U20 châu Á 2023, lần lượt đánh bại 2 đối thủ mạnh hơn là U20 Úc và U20 Qatar để sáng cửa góp mặt ở tứ kết. Màn trình diễn của Khuất Văn Khang và đồng đội nhận được lời khen ngợi từ truyền thông quốc tế cũng như giới chuyên môn trong và ngoài nước. Mới đây, tin vui đã đến với U20 Việt Nam khi nhiều cầu thủ hứa hẹn sẽ có bước tiến đáng kể trong sự nghiệp sau vòng chung kết U20 châu Á 2023. Thông tin này được xác nhận từ chính tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam, Philippe Troussier. Theo đó, chia sẻ ở buổi họp báo lần đầu tiên với truyền thông ngày 7 tháng 3, huấn luyện viên Troussier gửi lời chúc mừng đến U20 Việt Nam về thành tích đã qua ở vòng chung kết U20 châu Á 2023, đồng thời bắn tín hiệu bất ngờ. Cụ thể, chiến lược gia người Pháp dự kiến sẽ triệu tập bổ sung lượng lớn cầu thủ U20 Việt Nam lên đội tuyển quốc gia cao hơn trong thời gian tới, hướng đến SEA Games 32 và vòng loại World Cup 2026. Huấn luyện viên Troussier hé lộ: Tôi muốn chúc mừng U20 Việt Nam sau 2 chiến thắng tuyệt vời trước Qatar và Úc. Hiện tại trong lực lượng U20 Việt Nam, tôi từng làm việc khoảng 80% cầu thủ nên ít nhiều nắm bắt được. Trong danh sách sơ bộ 50 người dự SEA Games 32 sắp tới, tôi đã điền tên 14 đến 15 cầu thủ U20 Việt Nam. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, tôi nghĩ là quá sớm. Nhưng từ nay đến lúc tham dự vòng loại World Cup 2026, tôi nghĩ có thể gọi khoảng 5 đến 6 cầu thủ U20 lên tuyển. Tân thuyền trưởng U20 Việt Nam cũng cho biết thêm về kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 32 sau khi vừa công bố danh sách rút gọn 28 cầu thủ hướng đến giai đoạn tập trung thứ 2. Sắp tới, U20 Việt Nam sẽ tham dự Doha Cup. Chúng tôi sẽ có 3 trận đấu với các đối thủ chất lượng. Đây là cơ hội tốt để các cầu thủ điều chỉnh, tìm ra hạn chế để hướng tới SEA Games, tạo điều kiện cho cầu thủ được thi đấu ở trình độ cao hơn. Trong thành phần ban huấn luyện U23 Việt Nam có bộ phận phân tích các đối thủ tại SEA Games. Được biết các đối thủ như Campuchia, Malaysia sẽ có giải đấu giao hữu. Đó cũng là cơ hội để chúng ta thu thập dữ liệu về họ. Điều này sẽ giúp toàn đội nắm bắt thông tin và phân tích điểm mạnh, điểm yếu. U20 Việt Nam, Quốc Việt, Văn Trường, trên sân song sát, ngoài đời bạn thân. Quốc Việt và Văn Trường đang là song sát của U20 Việt Nam khi ghi cả 3 bàn thắng từ đầu giải. Ở ngoài đời, họ là đôi bạn thân gắn chặt nhau như hình với bóng. Không rời nhau nửa bước. Cứ mỗi lần U20 Việt Nam tập trung, đôi bạn thân Quốc Việt và Văn Trường lại có dịp để thể hiện tình bạn thắm thiết. Họ như trời sinh một cặp, khi bất cứ đi đâu cũng đi chung với nhau, làm việc gì cũng làm chung với nhau và thậm chí ngồi cạnh nhau mọi hoàn cảnh. Với sự thân thiết ấy, Quốc Việt và Văn Trường luôn được bố trí ở chung phòng với nhau để dễ hàn huyên tâm sự. Họ tỏ ra khá hợp trong cung cách nói chuyện, trêu đùa nhau rất vui vẻ, khiến cho ai cũng cảm thấy ganh tị về tình bạn giữa hai cầu thủ đang chơi trên hàng công của U20 Việt Nam. Quốc Việt sống ở thành phố Hồ Chí Minh và là cầu thủ trẻ của học viện Nutifood GMJ trước khi đến với Hoàng Anh Gia Lai để chơi ở V-League. Trong lúc đó Văn Trường sống ở Hà Nội và đang đầu quân cho Hà Nội FC. Khi được hỏi vì sao hai người ở rất xa nhau nhưng lại kết thân nhau để trở thành đôi bạn tâm giao khi cùng khoác áo U20 Việt Nam, Văn Trường cho biết họ thực ra đã biết nhau kể từ khi thi đấu cho màu áo U13 Hải Dương. Từ thời điểm ấy, họ thường xuyên liên lạc với nhau, trò chuyện với nhau và trở nên thân thiết hơn kể từ lúc được gọi triệu tập vào U19 Việt Nam để thi đấu ở giải U19 Đông Nam Á 2022 tại Indonesia vừa qua. Song sát của U20 Việt Nam. Có lẽ chơi thân với nhau nên Quốc Việt và Văn Trường đang thực sự gắn kết với nhau trong lối chơi trên hàng công của U20 Việt Nam trong 2 năm qua. Như ở trận đấu gặp U20 Qatar vừa qua, chính việc hiểu được tường tận về tâm tính cũng như khả năng chuyên môn của người bạn chí cốt nên Văn Trường đã đọc vị được những bước di chuyển của người bạn tâm giao để rồi tung đường truyền quyết định. Từ đường truyền bóng của người bạn tri kỷ, Quốc Việt đột phá trước khi tung cú sút quyết định hạ gục thủ môn của U20 Qatar, đưa U20 Việt Nam vượt lên dẫn điểm. Ngoài pha bóng thành bàn này, Văn Trường và Quốc Việt còn cho thấy sự ăn ý trong phối hợp trên sân trong cả 2 trận đấu vừa qua, cũng như tại giải U19 Đông Nam Á và vòng loại U20 châu Á 2023. Quốc Việt là mẫu tiền đạo có khả năng săn bàn rất nhạy bén. Tiền đạo trưởng thành từ học viện Nutifood này đã thể hiện bản năng sát thủ của mình bằng 2 bàn thắng với chung một kịch bản là tổ chức tấn công nhanh của đồng đội rồi truyền bóng để anh bứt tốc trước khi tung ra cú sút ở góc hẹp. Trong khi đó Văn Trường có thể đảm nhiệm tốt vai trò của một tiền vệ tấn công như trong trận thắng U20 Qatar, hay vai trò của một tiền đạo mục tiêu để thu hút hàng thủ đối phương, tạo khoảng trống cho đồng đội ghi bàn. Trong trận thắng U20 Australia, Văn Trường đã hoàn thành tốt vai trò ấy, qua đó tạo khoảng trống để Quốc Việt khai thác bằng cú sút xa đầy tinh tế và hiểm hóc. Rõ ràng sự thân thiết ngoài đời của hai người bạn thân Quốc Việt và Văn Trường giúp cho họ rất hiểu ý nhau trên sân cỏ và đã chơi bùng nổ trong 2 trận đấu vừa qua. Hy vọng cả hai sẽ tiếp tục thể hiện được vốn quý đang có trong hành trình đầy thách thức sắp tới của U20 Việt Nam.